Buổi trước thì chúng ta đã nói với nhau về công cụ PEN và một cái sản phẩm của PEN, đó là The Path. Thế thì cái công cụ PEN, ngoài cái việc mà nó tạo ra các đường path thì nó còn có thêm một cái tác dụng nữa, là nó tạo ra một cái dạng đối tượng tương đối đặc biệt ở trong Photoshop, đó là tạo ra những cái shape layer. Thế thì để tạo ra một shape layer thì chúng ta làm như thế nào? Đây, chúng ta quan sát, chọn công cụ PEN. Sau khi mà chúng ta chọn công cụ rồi thì chúng ta sẽ lên trên thanh option, và thay vì việc là chọn path như hôm trước mà chúng ta đã vẽ ra các đường path thì chúng ta sẽ chọn shape. Sau khi chọn shape rồi, chúng ta sẽ vẽ thử xem nó ra cái gì nhé. Ví dụ bây giờ tôi lại lấy cái bài này đi, vẫn lấy lại cái bài ví dụ về cái con vịt này đi, và bây giờ tôi bắt đầu vẽ. Các bạn quan sát cái thao tác vẽ của cái pen này thì nó vẫn như thế thôi, nhưng cái sản phẩm của nó tạo ra thì nó không phải là path nữa, mà nó sẽ tạo ra một thứ được gọi là shape layer. Đấy, đến đây thì các bạn sẽ thấy rằng là có cái điểm gì khác nhau không ạ? Cái đường tôi vẽ ra có vẻ như là vẫn giống như là cái path mà hôm trước tôi vẽ. Tuy nhiên là các bạn nhận thấy là điểm khác biệt, đó là khi tôi vẽ ra đến đâu nó sẽ có màu lần theo đến đó. Và một điểm khác rất rõ nữa, khi mà chúng ta sử dụng cái chế độ, khi mà chúng ta sử dụng cái chế độ sharp layer này, đó là gì ạ? Nó phát sinh ra một cái layer mới ở trong cửa sổ layer. Đây, chúng ta quan sát cũng vẫn vẽ là hình con vịt đúng không ạ, nhưng mà bây giờ là có màu và nó phát sinh ra một layer ở trên này, nó ghi là sharp 1. Bây giờ tôi lại sử dụng cái công cụ path pen, tôi chọn là Path và tôi vẽ thử xem nhé. Đấy, thế thì chúng ta nhìn thấy cực kỳ rõ là gì ạ? Không có một cái màu gì phát sinh ở đây cả. Nó chỉ là một cái đường mảnh xám xám, đen đen và đang được tạo ra theo cái bút của tôi. Và điều quan trọng hơn là gì? Nó không phát sinh ra thêm một layer nào đây cả. Nó chỉ nằm ở trong gì đấy ạ? Nó chỉ nằm ở trong cái cửa sổ path này thôi. Nó không tạo ra thêm cái, nó không tạo ra thêm cái shape. Đấy. Ở trong khi mà tôi làm việc với cái chế độ shape thì nó lại thứ nhất là có màu, thứ hai là nó tạo ra thêm layer. Thì đấy là cái điểm khác biệt. Thế bây giờ chúng ta hiểu về cái shape layer này là như thế nào. Các bạn sẽ hình dung như thế này cho tôi, đó là về mặt nguyên tắc, cái shape layer này là một cái layer mà nó đã được tô màu kín hết rồi. Và nó tô màu bằng màu nào? Nó tô bằng cái màu
nằm ở trong ô tiền cảnh này. Ô tiền cảnh có màu gì thì là nó sẽ tô sẵn toàn bộ cái này đầy đủ màu đó. Sau đó thì cái thao tác mà chúng ta vẽ ra những cái đường path đó thì là nó tạo ra một cái ranh giới. Ranh giới này là ranh giới gì? Ranh giới cho phép màu hiển thị đến đâu. Các bạn cứ hình dung tạo như thế này này. Ví dụ như là đằng sau một cái bức tường có màu gì đó, bây giờ tôi lại lấy một cái tấm tôi phủ lên trên thì chúng ta sẽ không nhìn thấy cái màu của cái tường nữa, đúng không? Sau này thì tôi khoét lỗ ở trên cái tờ mà tôi đang che đó, khoét lỗ to thì chúng ta sẽ thấy cái màu tường lộ ra ở cái lỗ to, khoét lỗ nhỏ thì sẽ thấy cái màu tường nó lộ ra cũng nhỏ. Thế thì như thế thì có nghĩa là thực ra thì đằng sau luôn luôn được tô màu sẵn đủ hết rồi, chỉ có điều là chúng ta che đi, chúng ta không cho nhìn thấy màu thôi. Và bằng cái việc dùng path đó, dùng pen đó vẽ ra thì cái đường path chúng ta chạy đến đâu có nghĩa là tương ứng với cái việc khoét lỗ ra để cho chúng ta nhìn thấy màu. Đây chúng ta có thể chứng minh luôn là chắc chắn rằng là cả cái layer này nó được tô màu sẵn rồi. Đây, bây giờ các bạn đang nhìn thấy là cái shape này của tôi nó vẽ ra theo cái khuôn hình con vịt thôi, và chúng ta nhìn thấy cái màu nó tương ứng với lại cái diện tích cái hình hài của con vịt. Nhưng nếu bây giờ tôi kéo cái này ra thì nó có màu không? Đây, chúng ta sử dụng công cụ direction. Bây giờ tôi bấm vào đây và tôi kéo thử một điểm điều khiển, nhả chuột ra một cái. Nào, bây giờ chúng ta quan sát lại. À, đây là path. Sorry. Bây giờ chúng ta vẽ lại cái đoạn sharp nha. Sharp này. À không, từ từ. Đây, sharp đây. Bây giờ chúng ta phải bấm đúng vào cái đối tượng. Đây, các bạn thấy rất rõ rằng là khi mà tôi bấm vào cái path thì tôi dịch cái path thì có làm sao không ạ? Không có điều gì xảy ra cả, đúng không? Nhưng mà tôi nếu mà tôi chọn cái shape mà tôi bấm vào đây tôi di dịch ra thì di đến đâu thì các bạn nhìn thấy làm sao ạ? Thấy màu đến đó. Nếu mà tôi kéo hết tất cả ra góc này, có đúng là nó có đủ màu hết ở đây không ạ? Tôi thu lại này. Đó. Thu đến đâu, thu cái diện tích cái biên của cái sharp đến đâu thì là màu nó lại bị vén vào, nó bị che đi đến đó. Có nghĩa là cái sharp này thực ra là một cái cách để mà chúng ta che giấu không cho thấy cái màu ở phía sau. Thế thì nó sẽ có cái điểm gì hay, có cái điểm gì dở trong cái cách dùng sharp này? Thì điểm hay dở thì bây giờ chúng ta cùng nhau xem như sau. Một cái đối tượng bằng điểm ảnh thì nó khi co duỗi thì nó như thế nào? Một đối tượng sharp khi co duỗi thì nó như thế nào? Chúng ta cùng nhau xem nhé. Bây giờ tôi tạo ra một layer, tôi tạo ra một vùng trọ. Ví dụ đây, một vùng trọ. Bây giờ tôi tô bằng màu vào, lấy một cái màu sáng sáng cho nó dễ nhìn nhé, cho nó dễ nhìn thấy cái biên. Ok, vậy là tôi có một layer có màu cam này. Bây giờ tôi sử dụng công cụ, tôi cũng vẽ ra một cái shape tương tự như thế. Đây, chúng ta cùng nhau xem. Tôi sẽ vẽ ra một shape cũng có hình dạng, cũng có kích thước tương tự như thế, kể cả màu sắc cũng tương tự như thế. Ok, sau khi làm xong tôi nhắc ra đây, bây giờ chúng ta thấy là hai cái thằng này giống nhau, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta cùng nhau chọn shape. Tôi chọn cả hai thằng này, nhấn lệnh Ctrl T đi để chúng ta co duỗi. Có vấn đề gì khác nhau không ạ?
trông có vẻ vẫn như thế, thằng sharp co lại hay thằng điểm ảnh co lại vẫn thế, đúng không ạ? Bây giờ tôi lại chọn cả hai layer, tôi lại Ctrl T và tôi kéo lớn nó ra xem nào. Thế các bạn thấy cái điều gì ở đây ạ? Đúng rồi, khi mà chúng ta co duỗi một cái đối tượng ấy thì co lại không thôi hay duỗi ra không thôi thì không thành vấn đề, nhưng mà lúc mà chúng ta co rồi xong lại duỗi hoặc duỗi rồi lại co thì cái điểm ảnh nó sẽ bị suy giảm chất lượng. Lý do là vì sao? Là vì nó có cái sự thay đổi về số lượng điểm ảnh. Khi mà ở một cái kích thước nhỏ thì mỗi một cái điểm ảnh đó, mỗi một cái layer điểm ảnh đó nó sẽ chứa một số lượng pixel nhất định, và mỗi pixel đó thì nó lại chứa một số thông tin điểm ảnh nhất định, về màu nhất định ở trên các điểm ảnh đó. Thế khi tôi co nhỏ một cái layer chứa ảnh lại thì có nghĩa là số lượng pixel ảnh bị ít đi, đồng thời là nó cũng sẽ bị mất đi một số lượng màu nào đó đi kèm theo các pixel đó. Khi tôi tăng nó ra thì số lượng pixel có thể lại được tự động suy ra, tự động được tạo ra, nhưng màu thì nó sẽ bị vấn đề là nó phải nội suy ra. Nội suy ở đâu ra? Nó sẽ nội suy từ những cái điểm ảnh còn lại đấy. Và trong cái quá trình mà phát sinh mới các pixel và nội suy màu thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là bị suy giảm chất lượng ở những cái pixel đó. Mà thường thì chúng ta sẽ thấy rất rõ là ở biên là nó sẽ bị tình trạng là nó bị thay đổi chất lượng đấy. Trong khi cái sharp thì tôi thu lại hay là tôi kéo ra thì nó vẫn thế, bởi vì bản chất là chúng ta không co duỗi cái màu đằng sau mà chúng ta co duỗi cái lỗ khoét ra để nhìn thấy cái màu đằng sau đấy, cho nên là nó ít bị ảnh hưởng bởi cái sự co duỗi các đối tượng hơn. Thế thì cái sharp này thì nó đảm bảo cho chúng ta cái tính chất gọi là ít bị thay đổi màu khi mà co duỗi thay đổi về mặt kích thước. Tuy nhiên nó lại có một cái điểm yếu hơn cái thằng màu sắc ở trên layer điểm ảnh là gì? Nó không có cái biên mờ. Sharp lúc nào nó cũng sắc nét. Đấy. Lúc nào nó cũng sắc nét, và nó cũng sẽ khó hơn trong một vài trường hợp khi mà chúng ta muốn tô màu cho nó tương đối đặc biệt một tí. Đổi màu thì đổi dễ thôi, tôi chỉ việc là nhấp đúp vào cái biểu tượng của cái sharp ở góc này thì nó sẽ mở hộp màu ra, và bây giờ tôi chọn một màu mới, lập tức nó sẽ cập nhật màu mới vào cái sharp ngay, không khó gì trong cái chuyện mà đổi màu đó. Tuy nhiên là thằng này, ví dụ tôi muốn tô một màu chuyển chẳng hạn, tôi có thể lấy màu chuyển tôi tô vào đây, ví dụ thế, tôi tô được ngay. Thằng này không tô được, tại vì nó không phải là điểm ảnh. Thế thì tôi muốn làm cho cái này nó có một cái viền mà nó mờ đi chẳng hạn đó, thì tôi có thể tải vùng chọn lên này, sau đó tôi có thể là đảo ngược vùng chọn này và tôi gán cho nó một cái feather, đảo ngược vùng chọn lại, xóa, ví dụ thế, thì tôi có thể tạo ra được những cái biên mờ như thế này bằng các thao tác xóa của nó. Nhưng thằng này thì chúng ta không xóa được như thế. Ctrl Shift Y, đảo ngược vùng chọn đó, gán feather cũng gán được đấy, nhưng mà xóa không xóa được, tại vì nó không phải là điểm ảnh đấy. Thế thì chúng ta cũng sẽ không làm được cái trò làm mờ biên như thế này đối với thằng sharp đấy. Vậy thì chúng ta ví dụ như là muốn tô màu vào như thế này cũng không tô được, nhưng mà chúng ta lại có một cái cách khác để thao tác với thằng sharp này, đó là nếu như ví dụ như là tôi muốn có một cái màu tương tự như thế này chẳng hạn, thì tôi có thể là sử dụng cái layer và tôi chọn layer style, tức là gán các hiệu ứng vào cho những cái layer, và bằng cách là chọn cái layer style, ví dụ như là đây tôi có gradient overlay
Bây giờ tôi gán một cái màu tôi chuyển vào đây. Đấy thì tôi có thể là gán màu tôi chuyển vào. Đấy. Layer. Layer style. Đấy. Tôi có thể chọn những cái kiểu angle đó. Tôi có thể là xử lý nó. Đấy. Ví dụ như này thì tôi cũng đã đưa thêm được những cái màu màu chuyển vào đây. Và với cách như thế này thì chúng ta cũng có thể đưa được vào những cái màu sắc chúng ta cần. Tuy nhiên là các bạn nhìn thấy là nó luôn luôn là sắc. Đấy. Muốn làm cho cái này nó biên mờ thì có được không? Cũng được. Nhưng mà lúc ấy chúng ta lại phải dùng một kỹ thuật khác, một kỹ thuật là mặt nạ che cơ, thì nó sẽ giải quyết được, tức là nó sẽ phức tạp hơn. Thế nhưng mà cái đất dùng của cái shop này là cái gì? Đất dùng của cái shop này là dành cho những cái icon, dành cho những hoa văn họa tiết, dành cho những cái ví dụ như là các bạn làm cho những cái giao diện người dùng ở trên mobile, giao diện website, những cái menu, những cái nút bấm, những cái icon, nó sẽ sắc nét hơn rất là nhiều so với lại chúng ta sử dụng những cái điểm ảnh để tạo ra. Thế thì các bạn có thể sử dụng pen, chọn chế độ sharp để các bạn vẽ, hoặc trong trường hợp khác thì các bạn có thể sử dụng cái nhóm công cụ này. Nhóm công cụ này thì nó sẽ cho phép chúng ta vẽ ra những cái path hoặc những cái sharp theo những cái hình mang tính hình học cho sẵn, hoặc là các bạn có thể chọn cái custom sharp. Trong trường hợp này thì các bạn sẽ có một thư viện vô cùng đa dạng những cái sharp hay là những cái hình mẫu ở đây. Ví dụ như là tôi muốn vẽ một cái icon một thằng người ở trong một cái biển qua đường chẳng hạn. Thế đây, ví dụ tôi chọn đó, sau đó thì tôi vẽ, lập tức nó sẽ tạo ra cho tôi cái hình như này. Hoa văn có hoa văn đó, họa tiết có họa tiết. Chúng ta sẽ có rất nhiều các cái hình dạng như thế này, và bằng cách là sử dụng những cái hình vẽ cho sẵn trong thư viện như thế này, chúng ta có thể tạo ra những cái hình vẽ nó rất là nhanh. Và điểm đặc biệt là cái sharp này khi chúng ta co duỗi thì nó nét, nó không bị suy giảm chất lượng giống như là chúng ta làm việc với điểm ảnh. Do đó thì những cái icon nhỏ nhỏ mà chúng ta vẫn hay sử dụng ở trong những cái thiết kế dính dáng tới giao diện website hoặc giao diện những cái chương trình mà chạy trên mobile chẳng hạn. Đấy, nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi thì chúng ta nên sử dụng cái chế độ sharp như thế này. Nó vừa tiện, nó vừa nhanh, và điều quan trọng nhất là nó ít bị suy giảm chất lượng khi mà trong quá trình làm việc chúng ta hay co hay duỗi để chúng ta tìm một cái tỷ lệ hay là một kích thước hợp lý cho nó, thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái sharp này. Thế còn một vài cái điểm khác thì nó rất là giống với lại layer thôi, layer thông thường thôi. Ví dụ như là các bạn có thể là tăng giảm opacity này để các bạn làm cho nó trở nên là trong hay đục này, hay ngay kể cả trong trường hợp mà các bạn chọn các cái chế độ hòa trộn khác nhau thì nó cũng sẽ làm cho cái thể hiện của những cái màu sắc này nó cũng trở nên khác biệt đi. Đây, ví dụ các bạn thấy rằng là khi mà tôi đổi cái chế độ đi thì nó cũng ẩn đi này. Đấy. Nó cũng sẽ tạo ra những cái sự khác biệt khi mà chúng ta đổi cái chế độ hòa trộn. Như vậy là chúng ta có biết thêm được một cái dạng đối tượng nữa là cái sharp layer. Đấy, và điểm khác biệt rõ nhất thì chúng ta đã nói rồi, đó là nó thứ nhất là vẽ ra là luôn có màu. Thứ hai là nó sẽ phát sinh ra một thứ gọi là sharp layer ở trong cái cửa sổ layer. Nó khác với path là nó chỉ tạo ra được path mà không phát sinh thêm layer. Thứ ba là các lệnh tô vẽ thông thường chúng ta không tô vẽ được vào trong cái sharp này. Chúng ta không làm mềm biên được một cách dễ dàng cái sharp này. Tuy nhiên cái đất dùng của nó lại là cho những cái gì đó rõ ràng, cho nên đấy lại không phải là điểm yếu. Đó, chúng ta dùng cho đúng chỗ, đúng cách. Thế sau đó thì khi mà tôi giới thiệu với các bạn về cái sharp này rồi thì chúng ta có thể là làm việc với lại một cái bài tập như thế này nhé.
chúng ta có một cái ảnh này, đó, có một cái ảnh mẫu này, ảnh thứ hai này là một cái nền này, ảnh thứ ba này là cái bài hoàn thiện. Đấy, thì trong này chúng ta sẽ sử dụng các cái công cụ của pen để chúng ta vẽ, chúng ta lọc bỏ cái nền của cái phi thuyền này, ghép những nó vào này, rồi sử dụng pen để vẽ ra các cái shape mang tính trang trí này. Rồi chúng ta sẽ nói thêm một cái vấn đề là chúng ta nhập một cái tài liệu từ bên ngoài vào, ví dụ như là một tài liệu Illustrator chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đây, ví dụ trong cái này tài liệu thì nó cho chúng ta một cái chữ, chính là cái phần chữ này, cái retro toy này. Thì ví dụ như là chúng ta muốn nhập một cái tài liệu dạng từ bên ngoài vào, mà dạng cụ thể ở đây là tài liệu dạng Illustrator, thì tôi sẽ vào file vào edit, vào xin lỗi, vào file, vào place, đó, place để chúng ta đưa nó vào. Đấy, các bạn có thể chọn place link hoặc place embed. Cái phần này thì có lẽ là tôi cũng sẽ giải thích vừa sau một chút, các bạn tùy chọn một trong hai cái đều có thể đưa vào được. Sau đó các bạn chỉ cho người ta biết là cái tài liệu đó nó nằm ở đâu. Đây, bây giờ tôi xem lại. Cái tài liệu mà các bạn muốn đưa vào đâu. Đó. Đấy, ví dụ tôi chọn cái này, sau đó thì place, thì nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ như thế này, nó sẽ cho phép chúng ta nhập vào. Đấy, các bạn là sau khi nhập vào thì nó hiện luôn ra cái body box cho phép các bạn co kéo cái đối tượng. Các bạn có thể để nó vào cái vị trí các bạn cần, co duỗi nó nếu như các bạn muốn. Đấy, thế thì cái đó không phải là ảnh, cái đó nó gọi là một cái dạng đối tượng gọi là smart object. Chúng ta sẽ nói về cái đấy sau một chút, bây giờ chúng ta biết cách đưa tài liệu vào đã. Đấy, thế. Tức là bạn muốn nói là bạn copy text từ chỗ khác bạn dán vào gì được, dán vào được, và nó cũng sẽ trở thành một dạng smart object ở trong Photoshop. Ok, thế bây giờ tôi sau khi mà nói về pen rồi, pad rồi, sharp rồi, thì bài này chính là một cái bài nó liên quan tới pen, pad, sharp đó. Đấy, các bạn có thể là xem đây này, cái những cái hình như thế này thì thực ra là chúng ta cũng có thể là tìm những cái sharp tương ứng, ví dụ như là xem trong này có cái nét cây cỏ nào không nào. Đây là cái đối tượng. Đây, ví dụ chúng ta có thể lấy, cũng không đòi hỏi là phải quá chính xác đâu. Đây, chỉnh nó đây, đúng không? Đây và đây. Đấy. Thế bây giờ các bạn thử làm luôn cái bài này nhé. Tôi sẽ đưa lên trên nhóm, các bạn sẽ thử thực hành lại luôn, ôn lại cả hai cái, cả pháp để mà lọc hình, sharp để vẽ ra cái hình mới. Đấy. Thế còn ở đây các bạn sẽ thấy có một cái phần như thế này, tôi cũng nói thêm một tí. Cái hình như thế này thì các bạn đang nhìn thấy là nó đang đục cái hình này ra, đúng không? Đục cái hình này ra chứ không phải là một cái hình vẽ mà đè lên đâu. Thế thì để mà tạo ra một cái path hoặc là một cái sharp mà có cái tính chất rỗng như thế này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đây, chúng ta sẽ biểu diễn luôn cái này một tí. Ví dụ như là tôi sử dụng công cụ này, tôi vẽ ra một cái shape. Đây, ví dụ này. Bây giờ tôi muốn là đục một cái lỗ vào đây.
thì tôi sẽ làm như sau. Cái này thì nó cũng giống như là cái vấn đề là giữ ship hay giữ an để thêm vào hay bớt đi trong một vùng chọn đấy. Thì các bạn sẽ có một cái chế độ ở đây, đó là chế độ new layer combine shop hoặc là subtract from shop. Subtract thì khi mà các bạn chọn chế độ này và các bạn vẽ đây, ví dụ thì các bạn sẽ thấy rằng là nó đục thủng cái này ra. Đấy, nó đục thủng cái này ra và chúng ta gì đến đâu thì chúng ta sẽ thấy cái màu ở bên dưới thế. Đây, các bạn bảo hay là chỗ này là tôi vẽ màu trắng vào, không phải. Đây, ví dụ tôi đổi màu cho màu hậu cảnh nhé. Đấy, đó, tôi tô màu mới thì lập tức là cái lỗ này nó cũng là sẽ lộ màu ra như thế. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm tự tay mình thực hiện cái bài tập và cái phi thuyền đó để ôn lại cả hai vấn đề, cả path như thế nào, cả shape như thế nào.